Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải nè mọi. Và bây giờ ở trong giải đấu và là minh chủ của cụm mấy chủ Dược Sơn Ký Sử trang chủ em công võ công truyền kỳ .net, một trong những phiên bản đồ tím Hồng Kim Môn Phái và phiên bản kéo C. Thì đây sẽ là vòng tranh chung kết được diễn ra giữa cao thủ Đường Môn Tống Giang và cao thủ Nga Mi Hayabusa nam. Ở trong lần này chúng ta sẽ đánh phần thức bon nam, tháng 3 sẽ quyết nhau người. Ok, trước khi bắt đầu trận tranh chung kết chúng ta cùng xem đồ làm lần nữa nha. Đây sẽ đồ Đường Môn đây mà. Set một dây chuyền Hồng Mỹ ông ba, kháng cả 18 kháng lôi 7. Một nhẫn kháng băng 28 sinh lực lực. Một nhẫn kháng họ 26 sinh lực lực. Một ngọc bội kháng cả 3 kháng độc và nội lực. Một con tay thiên quan, ba cấp bảo vũ lên hoa. Chính nít khá tuyệt vời. Một cái nón thủ lý 6 dòng, đẹp luôn. Một cái áo thủy kháng họ 6 dòng. Một đôi giày thủy kháng họ 6 dòng và kèm với một đai lưng thiên quan chí mạng 5. Và một cái nỏ thiên quang 39, 57, 3 cấp chống phái, quá đẹp. Một con ngựa thô phiến kháng cả 7, bốn tiêu. Và chúng ta cùng xem sơ sơ đồ của Ngami nha nè. Sơ đồ của Ngami thì Hayabusa, chúng ta cùng xem sơ qua. Đầu tiên có cho mình một cái ngọc bội tốc độ đánh 36. Tốc đánh 36, kèm với 65 thì ạc này có thể lên được mất 101 nha nè. Ngami này chắc chắn sẽ đặt 101 rồi, không còn phải bàn tảng nữa. Rồi, kèm với một cái đôi giày. Đôi giày 2 cấp 9X, phân xương tốt ảnh. Kèm với đai lưng một cái đao thủy. Đôi giày này thì không kích được cái gì kích được này mà. Và kèm với nón thủy là kích được nha. Kỹ năng cũng có kỹ năng phân xương 2 cấp từ đôi giày kích được nha anh em. Hai món thủy từ vũ khí, binh sát nội và chón này, kèm với cái nón thủy vô ma này kích được nha. Rồi nón thủy thì khá đẹp luôn. Trận đấu chúng ta chính thức bắt đầu. Ở trong trận đấu này chúng ta cùng người đời xem thử ai sẽ chiến thắng nha anh em. Rồi anh em xem đồ sơ qua đây mà. Ở trong rào đấu đầu tiên này thì những lùng đam của Ngami khá là đông. Và rồi chúng ta cảm giác là Tống Giang chỉ còn khoảng hơn 1/3 máu. Và những lùng đam bên Hayabusa thực sự là quá khét nè mây. Với một Ngami sở hữu cho mình hai kỹ năng 9X phong xương tự ảnh. Phải rồi anh em cũng đã thấy thì đã có thể nói rằng là chỉ còn chút xíu thôi thì có thể kết thúc được đường môn rồi. Anh hùng đương sông bạc sao không ghét được ạ. Hello này mới vô nha. Hiện tại chúng ta đã hơn 20 giây và có vẻ như người Mì đã cảm giác ăn đam, nhưng mà bây giờ đang câu giờ đây mà, liệu sẽ thành công hay không. Bây giờ lại tiếp tục xuống ngựa đam. Đại đường môn đang bắt dính những đòn thiên la, và kèm đó nếu như dính thì có thể chuyển về hướng bảo vũ khá hiệu quả. Những đòn thiên la dính vào hướng của người Mì khá đau nè mày. Hello anh em mới vô nha. Anh em mới vô đừng quên để lại một follow ủng hộ chơi. Cảm ơn Tuấn nhiều em ơi. Cảm ơn Tuấn vừa donate anh trên TikTok nha. Cảm ơn em rất nhiều nha. Võ Lâm này thì trang chủ game là võ công truyền kỳ .net em ơi. Anh em cùng nhìn sơ qua thì trên đầu của cao thủ Đường Môn Tống Giang đang có cho mình một dòng bất chiến bất thắng, cũng như là dòng Võ Lâm Liên Đấu Quán Quân. Thì anh em đã đủ hiểu thì ở mùa tháng trước Đường Môn này đã dành cho mình top 1 anh em à, solo 1-1 và không có đối thủ anh em ơi, đã dành một hạng mục khá gắt. Và chỉ mới trôi qua hơn 1 phút 20 giây có vẻ như người Mì đã khá đuối rồi mà. Người Mì đang có vẻ cầu đam nhưng mà thực sự không biết hiệu quả hay không đây. Hiện tại người Mì đang ăn đam hoàn toàn bởi những đòn thiên la bắt rất là tốt luôn. Người Mì đang rất khó chịu và đang cố gắng chạy xanh xoay quanh người của Đường Môn nhưng mà thực sự không được hiệu quả lắm, ăn đam liên tục. Người Mì này chắc mắt 120 rồi này mà, nên là bị bộ khá nhanh. Hello anh em mới vô nha. Hello Nguyễn Anh Tuấn nha anh em. À hello Nguyễn Anh Tuấn nha. Hello Phong Đô Đại Đế. Người Mì di chuyển dưới ngựa mà thực sự khá nhanh, nhưng mà thực sự đỡ mà nói những đoạn thiên la đánh ra khá nhanh em ơi, rất mà khó né. Đã trôi qua hơn 2 phút. Tính sơ qua thì chúng ta đã thấy thì ở trong giai đoạn đầu tiên thì Người Mì Hayabusa cũng có những luồng đam khá tốt, nhưng mà cho đến bây giờ thì có vẻ như là anh ta không dám xuống ngựa nhiều anh em ơi. Xuống ngựa anh đam, xuống ngựa anh đam anh em không. Phải rồi lại tiếp tục xuống ngựa, là anh Tam tiếp tục đến từ vị trí của Tống Giang, lại leo ngựa rồi. Trên tình huống này thì sợ là một trận đấu rất khó dành cho Ngami Hayabusa chúng ta. Dính đam liên tục. Sau một đoạn thiên la bắt dính khá hiệu quả thì nếu như Ngami xuống ngựa một cái là chuyển ngay vào vũ liền. Rồi đường môn bờ cà khá khéo này mày. Chúng ta đã trôi qua 1/2 thời gian của trận đấu tranh chung kết này. Hello mọi người nha, hello em mới vô. Quá ghét luôn em ơi. Hello lá diều bông nha. Hello mấy bào liên hợp. Võ đang truyền kỳ á, hiện tại đang đường môn với Ngami mà mấy bào ơi.
Wow. Rồi xuống ngựa tiếp tục. Nhung Đàm Bảo Vũ đang cố gắng dính hướng của Nga Mi. Rồi. Pha rồi chúng ta thấy Nga Mi chỉ còn 1-2 máu. Nhung Đàm Bảo Vũ cực kỳ đau em ơi. Bích dính rất tốt, Bích dính rất tốt. Lại tiếp tục leo ngựa đến từ vị trí của Nga Mi. Chúng ta thời nói rằng là Đường Môn đang đánh những hướng đòn Thiên La khá tốt. Bích dính Bảo Vũ nè. Kết thúc không? Chúng ta đang thấy rằng Nga Mi đang ngăn đàm khá nhiều. Một đam được ơi, không được đây mà, rất đáng tiếc. Và rồi Nga Mi cũng đã kịp thời né được lần đam vừa rồi. Trong trận đấu này thì tỷ lệ thắng dành cho Đường Môn khả dự đoán phải ít nhất phải 70-80% anh em ơi. Nga Mi thì chỉ có khoảng tầm 20% mà thôi. Tỷ lệ thắng dành cho Nga Mi khá thấp. Anh em có thấy giống như Khải không em ạ? Những tình huống câu giờ như thế này thực sự cũng được không được hiệu quả cho lắm. Tại vì sao? Dính đam liên tục anh em ạ. Quá khá. Đường Môn thắng chắc 100%. Ok Tà Lộc ơi. Hello Tà Lộc nha. Chúng ta còn 1 phút 40 giây. Anh đam liên tục. Những đồng phận xương tầm này thì không ăn thua nữa mày. Với sở hữu cho mình một set 53 và kèm với bao tay Thiên Quang kỹ năng 9x 3 cấp Bảo Vũ. Với một cái nỏ Thiên Quang 39, 57, 3 cấp trong phái thực sự là một cái gì đó nó khá mạnh dành cho Đường Môn. Hello anh Long Phát nha anh ơi. Hello anh ơi, kính chúc anh em buổi tối xem lại dễ nha mọi người. Hiện tại anh em đang xem giải đấu của Lâm Minh Chủ của cùng mấy chủ Dược Sơn Ký Sử nha anh em. Trang chủ game Võ Công Truyền Kỳ .net nha anh em ơi. Mấy chủ này là phiên bản đồ tím Hùng Kim Môn Phái và một trong những phiên bản kéo xe 4 ạc nha mọi người. Vừa rồi thì mới chính thức ra open cái mấy chủ Lương Sơn Ký Sử vào ngày 14 tháng 7 này, mới khoảng 5-6 ngày thôi anh em. Nếu như anh em nào mà cảm giác thích cái phiên bản này thì có thể truy cập ngay trang chủ Võ Công Truyền Kỳ .net để có thể tải game về nha anh em. Nếu như anh em không biết tải thì cứ inbox trực tiếp vào fanpage ở đây sẽ hỗ trợ cho anh em nhé. Rất khó nè em ơi. Tính đến thời điểm này thì những đòn phân xương thực sự không được hiệu quả cho lắm. Đường Môn đánh nhanh thế hả? Đường Môn tầm này thì đặt chắc là 158 rồi nè em à. Đường Môn tầm này chắc đặt 158 rồi. Càng khôn 2 cấp kèm với cái vũ khí 3 cấp nữa thì Đường Môn này đang được 35 rồi nè em. 35 trong phái rồi thì chắc chắn với anh em một điều là đã đạt 158 tốc độ đánh rồi nè, nên đánh khá là nhanh. Anh em cũng nhìn sơ qua này, cái nỏ này 3 cấp tam nhãn rồi nè, là chống phái 3 cấp này đó, kèm với càng khôn kỹ năng 2 cấp trên đầu nữa đi thì chắc chắn Đường Môn này đã đạt mốc 158 nha anh em. Ok, chúng ta xin chúc mừng Tống Giang Đường Môn đã có một trận đánh khá tốt với dính đam lên đến 100k và bên Nga Mi dính đến 182. Và Đường Môn có vẻ nói là có thể nói là gần anh gấp đôi đam của Nga Mi nha anh em. Nga Mi dính đến 182k lận nè. Và có vẻ như pha vừa rồi cũng đã câu đam khá thành công của Nga Mi. Thực sự là thành công cho Nga Mi. Nhưng mà thực sự cái luồng đam này thì không được tốt và rất tiếc. Và bây giờ chúng ta xin chúc mừng Tống Giang đã có cho mình 1-0 ở trong đấu tranh chung kết rất tốt. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục trở lại với đấu thứ hai. Hai anh em hãy chuẩn bị vô tơ vào trong anh em ơi. Hello Phùng Trương nha. Đường Môn BK hay quá. Ok, cảm ơn Phùng Trương nhiều nha. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với đấu thứ hai nha anh em. Anh em mới vô thì đừng quên đó là một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Ok anh em, và bây giờ chúng ta sẽ trở lại tiếp tục với đấu thứ hai giữa cao thủ Đường Môn Tống Giang và Nga Mi Hayabusa. Thì nhìn lúc nãy Khải có nói thì Đường Môn này đang sở hữu cho mình tam nhãn chống phái 3 cấp kèm với càng khôn trên đầu nữa là 5 cấp ở chống phái nè. Đó là Đường Môn này đã đạt 158 tốc độ đánh rồi nha anh em. Còn bên Nga Mi này thì đạt 101 nhưng mà thực sự không ăn thua nữa mà. Rồi. Ok, trận đấu chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Với một thủ đánh cực nhanh thì Đường Môn đang là một cái lợi thế rất tốt. Những đòn Thiên La nữa không? Bức dính liên tục tại vì nó quá nhanh nên là không thể nào mình né được luôn em. Hello Tăng Lê em ơi. Hello em mới vô nha. Hello Thánh Nguyễn em ơi. Đúng rồi, Nga Mi trưởng chỉ có nước câu giờ câu đang thôi em. Nhưng mà thật sự câu rất khó luôn em ơi. Nhưng lại Nga Mi kiếm tầm này không có kiếm thì bỏ tay rồi. Tại vì anh em đã biết thì ở những giải đấu liên server như thế này cũng như là những giải đấu lớn thì ở cùng mấy chỗ này thì thực sự là chỉ mang một set đồ duy nhất trên người, không được thay đổi đồ nữa. Bây giờ mà Nga Mi đi thay cây kiếm vào thì chắc chắn em một điều Nga Mi sẽ bị lỗi luôn, không cần phải đánh luôn này mà. Nên là quyết định là ở Nga Mi từ đầu rồi. Nên là anh ta chấp nhận mà thôi. Những đồng đam của Bảo Vũ Tống Giang quá dữ. Và rồi chúng ta đã thấy rồi Hayabusa chỉ còn khoảng tầm 5% máu mà thôi. Chỉ có thể thêm một đam nhỏ nữa thôi thì có thể Nga Mi sẽ bị knock out. Trong đầu đó đầu tiên thì Đường Môn Tống Giang đã có tỷ lệ win lên đến hơn có thể nói là gần gấp đôi điểm. Gấp đôi điểm đam. Ở trong lần này sẽ như thế nào? Hay là sẽ kết thúc Nga Mi sớm? Nhìn sâu qua trong những phút đầu tiên như thế này thì Nga Mi đang đam rất là dày. Tiếp tục là một pha Nga Mi chỉ còn khoảng 5-10% máu.
rất khó chịu cơ hội lên ngôi của đồng môn Tống Giang khá là nhiều. Đồ, đồng môn ngồi chơi luôn rồi, càng như vậy đang. Đồng môn xuống ngựa không biết làm gì nên ơi, và đã bị knock out trong pha vừa rồi. Không biết đã làm gì hay là một pha nhường vị trí một đều dành cho Hayabusa. Quá hay à. Chưa gì mà pha vừa rồi đồng môn đã có vẻ nói thiệt sự là một pha nhường điểm cho Nga My quá lộ liễu. Và chúng ta đã có kết quả nghiêng về cho Nga My một đều. Và giờ chúng ta sẽ tiếp tục với round đấu thứ 3 nha anh em. Ở trong trận tranh chung kết này sẽ đánh năm ra nhiều người. Cao thủ nào win 3, cao thủ đó sẽ chính thức lên ngôi quán quân. Người còn lại sẽ là á quân nha anh em. Anh em cùng chờ đợi trong giây lát trận round đấu thứ 3 chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Ok anh em, và bây giờ chúng ta sẽ trở lại tiếp tục với round đấu thứ 3. Một round thứ 2, một pha nhường điểm khá lộ liễu đến từ vị trí của đường môn Tống Giang. Cứ nghĩ là phải rồi, kết thúc được ngay mấy vài lần luôn nè. Nhưng mà anh ta lại xuống ngựa và không uống máu và đành đỡ chết và tỷ lệ một đều dành cho Nga My. Và chúng ta cùng xem là sơ đồ của đồng môn. Xếp thăng bang nha anh em. Một bộ tay 9x bảo vũ lơ hoa. Một nón 6 dòng mắt đọc. Một áo thủy 6 dòng mắt đọc. Một giày thủy 6 dòng mắt đọc. Và một đai lưng thiên quang. Thủ lý 5 chậm và kèm với chí mạng 5%. Hai cấp mạng hoa thiên vũ. Một cái nọ 3957 3 cấp. Chúng ta cùng xem qua sơ đồ của Hayabusa. Một ngọc bội vô ma 36 tóc kèm với khoảng 65 trong người mình thì chắc chắn ngạc này đạt 101 nha anh em. Đâu anh Tùng lên ngôi quán quân Võ Lâm Minh Chủ cùng mấy chủ Phật S8 Phật Sơn Ký Sử rồi mà năm mùa qua anh đó, anh đánh cái đây hơn một tuần trước rồi mà. Giải đấu thì chúng ta chỉ đánh trong vòng 2 ngày 3 ngày là xong rồi anh em. Là anh Tùng đánh bên cùng mấy chủ đã xong rồi mà. Còn đây là đang tiếp tục là cùng mấy chủ bên đầu tím S7 Dược Sơn Ký Sử mà. Ok, trận đấu chúng ta là chính thức bắt đầu. Không biết sao Tống Giang là đứng hình rồi nè em à. Auto thì vẫn bùm máu nhưng không đánh em ơi. Rồi, một pha tiếp tục là một pha có vẻ như nó là không đánh anh em ơi. Tuy rằng Tống Giang vẫn đang di chuyển trên người mà không đánh em ơi. 2-1 dành cho cao thủ Hayabusa. Không thể tin được. Một trận đánh không biết là như thế nào anh em ơi. Không đánh luôn. Mà chỉ việc đứng bùm máu thôi. Rất khó chịu trong pha rồi. Chúng ta thấy là có vẻ như đường môn lại tiếp tục nhường à. Hay là như thế nào anh em? Anh em cho ý kiến thử mọi người ơi. Vãi cả lắc. Toàn 2-1 dành cho Nga My. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ chờ đợi tiếp tục đến ra đấu thứ tư anh em ơi. Nếu như trong đấu thứ tư mà một lần nữa không được bài bản thì cao thủ Hayabusa sẽ lên chính thức lên ngôi anh em à. Hai ra đấu đánh không thể tin được. Đường môn không đánh luôn anh em. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với ra đấu thứ tư giữa Nga My Hayabusa và đường môn Tống Giang. Anh em cùng chờ đợi kết quả vô tơ vào trong anh em ơi. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với round đấu thứ tư. Hai pha giao tranh ở tuần 2 và tuần 3 thực sự đường môn làm chúng ta quá thất vọng. Và giờ chúng ta cùng chờ đợi xem hay là anh đường môn này đang chấp điểm của Nga My. Thì vấn đề này thì Khải không rõ nha anh em. Hello anh Ngọc Tú Lê nha. Em vừa mới ăn xong anh Ngọc Tú Lê ơi. Trận đấu chúng ta chính thức bắt đầu. Đây là round đấu thứ tư dành cho hai cao thủ. Nếu như Nga My có cơ hội win. Ui, một pha kết thúc quá nhanh và chúng ta đã có tỷ lệ 2 điều dành cho đường môn. Phải cho rồi, Nga My không kịp bùng máu này mà. Và chúng ta xin chúc mừng cao thủ Tống Giang đã có cho mình 2 đều. Và chắc chắn này một rằng là một điều là chúng ta sẽ tiếp tục với round đấu thứ 5. Sẽ là round đấu chung cuộc dành cho hai cao thủ này nha anh em. Một round đấu vừa rồi có vẻ nói Nga My đang khá rất là chủ quan. Rất là chủ quan. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với round đấu thứ 5 anh em à. Trận chung kết chung cuộc dành cho hai cầu thủ này. Anh em hãy chuẩn bị máu me các kiểu để chuẩn bị butter vào trong nha anh em. Ok anh em, và bây giờ chúng ta sẽ cho anh em xem lại set đồ giữa hai cầu thủ này nha anh em. Sau 4 lượt giao tranh, 4 round đấu thì chúng ta đã có tỷ lệ 2 điều dành cho cả hai. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục vào round đấu cuối cùng. Ai win sẽ chính thức lên ngôi quán quân. Người thua sẽ là á quân nha anh em. Đấu sẽ đồng 3, một bộ tay thiên quang 9x 3 cấp, thiên la 2 cấp, một đai lưng thiên quang 5 chí mạng, một thủ lý 5 chậm, một nón thủ lý 5 chậm tím 6 dòng, một áo kháng họ chón sinh khí mắt 6 dòng, một giày kháng họ chón sinh khí mắt 6 dòng, và một cái nỏ 3957 3 cấp.
kèm với một con ngựa kháng K7 đó. Và đây là Nghệ My. Nghệ My đang có ngựa bòi 36 thì đạt mốc 101 như nè. Trận đấu chúng ta chính thức bắt đầu. Rồi nhìn sơ qua thì vai rồi Nghệ My cũng không bơm máu luôn nè, hay là không kịp bơm máu nữa mời. Trận đấu của chúng ta được diễn ra khá là sớm, khá là nhanh. Và chúng ta xin chúc mừng cao thủ Tống Giang đã quyết cho mình 3-2 năm ơi. Một trận đánh thực sự là không còn gì dở hơn. Ở trong đầu đó đầu tiên thì thực sự hai cầu thủ đã đánh quá tốt. Trận đấu chúng ta diễn ra cảm giác đánh khá là khốc liệt. Nhưng mà cho đến những trận đấu tiếp theo thì cảm giác hơi bị không được favor lay cho lắm. Và kiểu đánh kiểu lơ tơ mơ này mà. Và cũng không sao, nhưng mà chúng ta đã có kết quả chung cuộc dành cho hai cầu thủ này. Và chúng ta xin chúc mừng cầu thủ Tống Giang đã chính thức lên ngôi giải Lâm Minh Chủ của cụm máy chủ S7 Dược Sơn Kết Sử trang chủ game võ công truyền kỳ .net nha. Và đáng tiếc cho cầu thủ Heya Musa ở chỉ dành cho mình hạng Á quân hạng 2 mà thôi. Và chúc mừng Triệu Mẫn hạng 3 và cầu thủ Atula hạng 4 nha. Cả ban hạng 4, Triệu Mẫn Nghe Mi hạng 3. Ok anh em ơi. Dạ, và không có gì hơn thì cảm ơn anh em đã theo dõi và đón ngày hôm nay. Diễn ra khá là nhanh, không còn gì phải suy nghĩ hơn này mà. Và giải đấu của cụm mỹ chủ này cũng đã chính thức khép lại cái buổi live trên kênh Fanpage. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục live trên YouTube nha nè. Thì không gì hơn thì cảm ơn anh em đã theo dõi video và chúng ta cùng trở lại với cụm mỹ chủ khả năng hoạt động này mà chuẩn bị lên hoạt động với ban nha nè. Ok, được Khải bật auto lên cái, đừng quên nhấn nút đăng ký cho Khải một đăng ký kênh ủng hộ chơi nha nè. Và bây giờ thì Khải sẽ trở lại với cụm mỹ chủ khả năng hoạt động nha mọi người.